Thưa Thầy cho con hỏi, sau khi đọc kinh xong thì việc hồi hướng nếu đọc đúng tên người cần hồi hướng có thể tăng gấp đôi công đức của người đọc kinh không ạ? Ở đây là Nam truyền. Sư không biết quý vị dựa vào đâu để mà mình có cái suy tư này. Tại vì nhớ nha, khi mà chúng ta có cái suy tư gì thì cái suy tư đó nên có cái căn cứ. Mà căn cứ ở đây tốt nhất là căn cứ dựa trên kinh tạng. Chứ còn mà căn cứ dựa trên sự suy tư của mình thì nó rất là không ổn. Bởi vì kiến thức nó đến từ nhiều nguồn. Một là từ cái chuyện mình nghe, học. Hai là nó đến từ cái chuyện là mình suy tư. Ba là đến từ cái chuyện là mình sở chứng. Thì cái điều quan trọng là cái mình nghe học nha, hoặc là mình suy tư, mình căn cứ dựa vào trong chánh pháp thì đó nó sẽ ổn hơn. Sư nói như vậy để cho quý vị thấy rằng cái chuyện quý vị nói là mình hồi hướng mà đọc đúng tên cái người cần hồi hướng mà phước tăng gấp đôi thì nó không có cái cơ sở nào để mà sư xác nhận dùm cho quý vị. Không biết Đại Đức Tuệ Tường đọc nhiều thì có thấy cái chỗ nào giống như vậy hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Ở đây thì câu hỏi này là nói có nghĩa câu hỏi này hỏi trực tiếp là nói đọc đúng tên người cần hồi hướng thì có thể tăng gấp đôi công đức. Thì cái này thú thật là tới thời điểm này, phải nói rõ nha, tới thời điểm này thì sư chưa có đọc được cái nguồn tài liệu nào mà nói về đọc đúng tên công đức, đúng tên mà tăng công đức gấp đôi. Nhưng mà cái việc đọc đúng tên, thưa quý vị, cái việc đọc đúng tên thì nó không có ý nghĩa của nó. Nghĩa là nếu mình hồi hướng mà mình đọc đúng tên thì cái đối tượng mình nhận, tự nhận nha, chẳng may, sư gọi đó đúng là chẳng may tái sanh vào đúng cái loại ngạ quỷ đó, không? Rồi chẳng may họ ở hơi xa tí, mà nếu mà đọc đúng tên mà lỡ có cái vị chư thiên hay cái ai đi mách bảo thì giúp cho họ dễ nhận phước hơn, thưa quý vị. Thì cái đó là có, nghĩa là dễ nhận phước hơn là mình đọc chung, mình hưởng chung ha. Đó thì nó có. Còn cái vụ gấp đôi này thì sư tới thời điểm này sư vẫn chưa có đọc được cái tập tài liệu nói về này, cho nên là sư cũng không xác nhận cái điều này. Em xin kết thúc bằng trả lời câu hỏi để. Sư ơi, cái vụ đọc đúng tên nó nhiều khi nó khổ tâm lắm, sư biết không? Là có những khi người ta trai tăng hoặc là người ta cúng dường, người ta làm phước cầu an cầu siêu, người ta cho ông sư một cái tập sớ coi như là đọc mà chết bỏ luôn đó. Rồi trong những cái vụ mà cầu an cầu siêu mà họ tắt bạch họ tắt bạch một hơi một hồi là họ đọc ở trên là mình ngủ gục luôn đó. Thì thành ra là nếu mà đọc tên thì cũng được thôi, nhưng mà theo ý kiến cá nhân của sư thì mình vừa phải nha, vừa phải là được. Chứ còn mà mình chơi nguyên một cái sớ táo quân thì xin thưa là mấy sư chỉ đọc đơn giản đại diện, thí dụ như cho thân bằng quyến thuộc, như là gia đình Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B. Tại vì ngay cả trong kinh tạng cũng có những cái trường hợp tóm gọn như vậy. Thí dụ như là Phật vân vân thì tức là Phật, Pháp và Tăng, hoặc là sát sanh vân vân thì có nghĩa là sát sanh, trộm cắp, tà dâm vân vân đó. Thì có những trường hợp đó thì thôi chắc có lẽ là mấy sư đọc vân vân cho nó gọn, chứ còn mà cái kiểu sớ táo quân thì cũng ớn lắm quý vị. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.